À, đứng chụp cảnh lấy cảnh đó. À. Khu vực này là có chè Yến Nha Trang nữa vậy, rồi bánh canh tôm hùm. Bên này nắng quá, chủ yếu buổi chiều tối nó mới mát mới đẹp, chứ đi vào buổi sáng nó nắng. Quán rồi cũng vậy, quán rồi luôn nắng, bàn ghế rồi để ngồi trời vậy, nó nắng gì ai ngồi, thì vô trong nhà thôi. Đây, bánh gì? Mua mua bánh sandwich ăn ngang. Bánh gạo không? Bánh gạo nè. Hả? Bao nhiêu? 35 ngàn. 35 hả? 25 là bánh gì? 12 bánh, còn đây là tính gram hả? Đo cho mình nó có nhiều lúc đó. Cà phê 19 này gấp là qua đây giá gấp đôi hết, giá bên đảo khác giá bên đất liền. Thôi bánh gạo tôi ngon rồi. AFC hả? Oreo đâu? Orion hả? Orion đây nè. Nè. Đó. Dâu hả? Dâu hay chocolate? Chocolate dâu. Dâu. Hay dâu luôn. Sô cô la đâu? Sô cô la đây, hình nâu kìa. Đây hả? Đây cũng phải không? Đây kem gì á? Cũng ngon mà, ăn đi. Bánh này hương vị nào cũng ngon á. Hai cơm mua. Này đây. Ờ, lấy nào cũng được. Rồi. Lấy nước. Rồi lấy C2 uống đi. Uống C2. C2 này nó không có ngon như xưa nữa. Lấy đây đi, Beauty này. Beauty Boost 14 ngàn chai. Cũng được mà. Beauty 14 ngàn. Hợp lý mà, mua em Beauty quá ơi. Hay là mua thêm nửa này nửa kia. Chạy xăm C2 lấy chai. Hai. Hai chai chạy xăm, hai chai Beauty đi. Hai. Lấy vị chanh nhiều. C2 giá 15. Chung giá nước, chai nước này cũng được. Ở đây con lại tính tiền. Lại tính tiền. Mát quá, sát mé biển vậy rồi, đẹp quá đẹp luôn rồi. Đây là
Cảnh đẹp quá mà. Rồi, rồi, đưa đưa đó đủ á. Bấm bà. Bấm nước. Quý khách có lòng di chuyển xuống bến tàu cao tốc ven biển vị trí số 1 trên bản đồ để sử dụng dịch vụ. Vui lòng liên hệ với nhân viên khu vực để được hỗ trợ. Xin cảm ơn quý khách đã đến Vinpearl Harbor Nha Trang. Chúng tôi hy vọng quý khách đã có khoảng thời gian vui chơi thật lý thú và rất mong được đón tiếp quý khách quay trở lại trong một ngày gần nhất. Ladies and gentlemen, welcome to Vinpearl Harbor. Vinpearl Harbor Nha Trang will open from 8:30 a.m. until 2 p.m. daily. The cable car will operate from 8:30 a.m. until 11 p.m. You will be served by school boat to return the moment from 11 p.m. until 2 a.m. And the last speedboat at 2:15 a.m. Kindly go to the speedboat pier number 1 on the diamond to take the speedboat. Please contact any of our staff for assistance. Thank you for visiting Vinpearl Harbor Nha Trang.
chính để trong một điểm đến. Hệ thống cáp treo của chúng tôi sẽ hoạt động từ 8:30 đến 23:00 hàng ngày. Sau 23:00 đến 2:00 sáng, quý khách sẽ được phục vụ phương tiện tàu cao tốc để về lại các đường. Chuyến cuối cùng sẽ xuất phát lúc 2:15. Quý khách vui lòng di chuyển xuống bến tàu cao tốc ven biển vị trí số 1 trên bản đồ để sử dụng dịch vụ. Vui lòng liên hệ với nhân viên khu vực để được hỗ trợ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. The train of car will open from 8:30 AM until 11:00 PM. You will be served by people to return in from 11:00 PM until 2:00 AM. And the last people năm người.